Video clip lần này mình sẽ cho các bạn xem trường lợn nhà mình. Mình không những nuôi cá, nhà mình sẽ nuôi thêm lợn nữa các bạn xem nào. Đấy, các bạn nhìn thấy lợn đẹp không? Bây giờ lợn rất là đắt các bạn ạ. Nếu như mùa dịch Covid-19 này, Corona này, các bạn sẽ nguy hiểm thì bạn có thể sống theo kiểu tự cung tự cấp. Đấy, con lợn nhà mình rất là hay nhá. Mình nuôi rất nhiều lợn các bạn nhá. Lợn này mình nuôi lợn gồ thôi, nuôi vừa vừa xong rồi to to vừa vừa là mình sẽ xuất bán. Ngày trước ở quê mình ấy, một con lợn to thì rất là rẻ, nhưng mà hiện tại một con lợn bé nó có thể to tương đương với con lợn to rồi các bạn ạ. Giá lợn đắt kỷ lục từ trước đến nay. Đấy, nhiều lợn không các bạn ơi. Chắc phải chục đàn các bạn ạ. Còn trước mình thiết kế cái chuồng này phải 20 đàn luôn các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Ngoài lợn trắng có cả lợn đen các bạn nha. Đây. Đấy, nhiều không? Đấy, cả bên này nữa. Đấy, đằng kia còn nữa các bạn nhé. Ở quê mình rất là nhiều chảo chuột các bạn ạ. Kêu sáng chắc trời sắp mưa nên là kêu rất to các bạn ơi. Cái lợn trắng kia dễ nuôi hơn cái lợn trắng này, nuôi nhanh hơn cái lợn đen các bạn nhé. Còn lợn đen kia thì nó chậm lớn hơn. Ngày trước thì bị dịch tả châu Phi nên là nhiều người không chống chọi được, đã từ bỏ nuôi lợn sang nuôi gà và thậm chí nuôi vịt. Nhưng mà hiện tại vừa rồi vịt rất là rẻ, cũng không ăn thua các bạn. Người nông dân rất là khó khăn. Kìa, và mình trang bị cho cả những cái nước uống tự động ở trong sâu kia. Rất là khó nhìn các bạn ạ. Nuôi cho mình cho ăn công nghiệp toàn phần nên là cái da nó rất là bóng đây. Lợn này lợn cỏ nên là cái mình nó sẽ không dày được như lợn lợn ngoại kia. Lợn ngoại trước mình làm trong trại, ngày trước mình học bên thú y chăn nuôi đấy, nhưng mà mình bỏ rồi. Bây giờ cái lợn này nó sẽ sinh trưởng phát triển chậm hơn cái lợn ngoại, bởi vì lợn ngoại nó cũng sẽ đắt hơn rất là nhiều. Ngày trước các bạn trên Facebook hoặc là trên Zalo, các bạn chế những cái ảnh rất là hài, rất là cười các bạn ạ. Các bạn treo miếng thịt lợn lên cổ là ý các bạn muốn nói là thịt lợn bây giờ rất là đắt, đắt đỉnh điểm từ trước đến nay. Và bây giờ đã bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, cái gì cũng đắt, nhưng không phải là cái gì cũng đắt đâu các bạn ơi. Có một số cái rất là rẻ, các bạn có thể tranh thủ mua ở thời điểm này. Mình thấy có một số cái cực rẻ luôn các bạn nhé. Người ta ế ẩm, người ta không bán được. Mà điển hình, ví dụ đơn giản mình nói là dưa hấu hoặc là một số cái khác, vì người ta không xuất được sang Trung Quốc và không thể bán được thì chắc chắn cầu vượt cung. Đúng rồi, cung vượt cầu thì sẽ không thể đắt được các bạn ạ. Các bạn có thể tranh thủ mua hoặc là những cái nhu yếu phẩm thiết yếu các bạn có thể mua. Còn thịt lợn nhà mình có nhiều rồi nên không phải sợ nữa. Video clip lần này mình sẽ đã gửi đến bạn một video clip về toàn cảnh cái chuồng lợn nhà mình rất là dài và rất là nhiều máng lợn cho ăn đây. Rất là dài luôn các bạn ơi. Thì mình đã nuôi được rất là nhiều lợn. Mình cũng mạo hiểm chơi quả đánh bạc xem mà lãi được nhiều hay không. Thì lãi được nhiều thì mình sẽ lên đời cho con xe của mình phát triển hơn, và mình sẽ làm những video clip đi một con xe mạnh mẽ hơn các bạn nhá. Các bạn ủng hộ kênh mình nhá. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Mình chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe làm việc các bạn nhá. Các bạn đón xem những video clip tiếp theo thú vị của mình nhá. Mình chào các bạn.